Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái cây bắp trắng. Thì đấy chính là cái cây bắp trắng. Ở chỗ mình người ta trồng hai loại, đó là bắp đỏ và bắp trắng. Bắp đỏ thì nó thường dùng để làm thức ăn cho gia súc và gia cầm. Còn bắp trắng thì thường dùng để cho người ăn. Đấy. Chúng ta phân biệt cây bắp đỏ và cây bắp trắng thông qua cái cờ và cái quả bắp. Cây bắp đỏ thì có cái cờ màu tím tím và cái quả nó hơi thuôn dài. Còn cây bắp trắng thì cái cờ màu trắng. Và cái quả của nó thì có vẻ nó hơi mập mập nữa. Ở đây thì nhà mình trồng xen kẽ bắp trắng với cà phê, với sầu riêng đấy. Đấy các bạn nhìn thấy rằng là bắp được trồng xen kẽ. Tuổi thọ của bắp thì nó rất là ngắn, nó chỉ có vài tháng thôi, cho nên là chúng ta rất là nhanh có thu hoạch. Cây bắp này thì chúng ta tận dụng được cái bông bắp. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bông bắp. Đây chính là một cái bông bắp này. Đấy. Thì sau khi mà bóc cái lớp vỏ ra thì các bạn thấy rằng là chúng ta có cái hạt trắng tinh. Đây. Bấm vào thì nó xịt nước ra. Đấy. Sữa ra. Thì cái bông bắp này luộc rất là ngon. Chứ mà để non hơn hoặc là già hơn thì ăn nó sẽ không ngon. Bông bắp này là vừa tới độ rồi đấy. Thì ngoài tận dụng được cái bông bắp, chúng ta còn tận dụng được cái thân cây bắp để cho gia súc ăn. Ví dụ như nhà nào nuôi bò thì chúng ta có thể cắt, tước những cái lá đó về để cho bò nó ăn. Rồi thì khi mà chúng ta thu hoạch cây bắp xong ấy, thì người ta sẽ chặt ngang cái gốc. Chặt. Đấy. Thì người ta sẽ chất những cái cây bắp này thành những cái đống dài dài này, để đó cho nó tự hoai ra để tăng thêm cái lượng chất dinh dưỡng cho đất, hoặc là người ta sẽ đốt nó đi này. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình đứng so sánh với cây bắp để cho các bạn xem cái chiều cao của nó như thế nào nhá. Thì cây bắp thông thường nó có chiều cao từ tầm 1,5 m đến 2 m thôi. Tùy cây. Đấy. Có những cây rất là cao, còn có những cây nó lùn tịt như cái cây này. Đây rất là bé. Như cái cây này thì cái cây bé bé ngoài cùng này thì nó chỉ cao khoảng tầm đến đến cái ngực của mình thôi. Thế mà nó cũng có bông đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra chúng ta quan sát cận cảnh cái bông bắp nhá. Đây các bạn nhìn cái bông bắp này. Đấy. Thông thường thì một cây bắp nó có hai bông. Nếu mà được thụ phấn tốt á thì hai bông đều dùng được. Còn không á thì nó sẽ có một bông dùng được. Đấy, ăn được, còn một bông thì nó lép. Các bạn nhìn thấy như cái cây này thì bông trên này ăn được, còn bông dưới kia thì nó lép. Bắp được thu hoạch bằng cách là chúng ta bẻ. Đây chúng ta cầm, chúng ta bẻ thế này thôi. Đấy. Bẻ ra thì nó như thế này. Đấy. Ở đây thì vườn nhà mình rất là rộng, rất là dài. Tuy nhiên là trồng xen kẽ như thế này thì khi mà chúng ta thu hoạch thì cũng chẳng được bao nhiêu. Cho nên là trồng chỉ đủ ăn thôi. Các bạn thấy rằng là trong cái vườn cây nhà mình thỉnh thoảng nó ló lên vài cái ngọn bắp, cái cờ đấy. Đấy, nhà mình chỉ trồng xen kẽ thôi. Chủ yếu là vườn trồng cà phê. Cà phê này, bơ này, sầu riêng này. Đây mình mang cái rổ đi để chúng ta đi thu lượm sản phẩm mà nãy giờ chưa thu lượm được cái gì. Đang bẻ mấy bông bắp này về lát nữa luộc ăn. Ngon lắm.
Bắp này mà các bạn bẻ rồi các bạn luộc ngay ăn nó ngọt lắm. Chứ mà các bạn để qua ngày hoặc là để sang ngày hôm sau nữa thì ăn nó nhạt phèo à. Mình thấy cái bông bắp nó có cái đặc tính nó rất là lạ. Rồi, ok, từ đó là những cái bắp trắng. Các bạn lưu ý nhá. Bông bắp mập, cờ bắp màu trắng thì đó là cái bắp trắng. Mà thường bắp trắng người ta không có trồng dày đặc đâu, người ta trồng xen kẽ thôi để cho nó ngọt. Còn bắp đỏ người ta trồng cho gia súc gia cầm ăn thì người ta trồng hàng đám á, to tướng. Hàng trăm cây chi chít nhau. Đấy. Rồi, chào các bạn. Bye bye.